chào các bạn đã trả lời kênh YouTube Một Lần Miền Tây. Hôm nay thì mời đi theo chú Nam các mất trình giải tờ mà. Nghe nó cũng bà con mình kinh kinh tư mình nữa mà đúng rồi, bên mẹ nó đó phải không? Đúng rồi bà con bên mẹ. Đây chú ý các bà. Nó kêu mấy tôi tới bằng anh lận. Vậy đó. Nó cũng nhỏ tuổi như tôi nữa. Quên mà đợt này nắm đỡ đỡ nữa. Từ chắc cũng từ 500-600 kg. Cứ sao nữa nhiều ạ. À. Cứ này nếu như cắt cá tắng là cứ sao ít, cứ này ấy mà nhiều. Chơi được. Đây mít 5-6 năm không bà. Thì mít mất leo. Sao không đi trên bờ kênh này luôn đi. Hồi nước khối đi. Trái chết ngoài nó đồng lực với nó luôn. Bỏ vào đi, đừng đợi. Mít này cũng cả chục trái không bà. Nè, cắt còn 4 trái. Mít này leo phải cẩn thận nha. Đừng có ý y. Leo cũng phải nương nương á. Rồi. Thì cắt từ nãy giờ cũng dính một trái sữa đen mà già cũng bạc. Vườn này cũng 5-6 năm rồi. Một trái sữa đen nhưng mà cho mít còn quay ngày cũng đúng ngày cũng dừng dạng trái dưới gốc đó, trái dưới gốc đó già đó nè nè. Trái đó còn đỏ hơn trái này nữa. Rồi sữa đen luôn hai trái ăn bạn nè nó. Thì cây này 4 trái mà dính hết 2 trái sữa đen. Mít này cũng 5-6 năm các bạn nè. Dính luôn. Dính nữa. Xong rồi. Thêm 1 trái nữa các bạn. Thì tùy theo vườn ngắn bạn. Thì mít già cũng vẫn có sữa đen luôn. Hết 4 trái đó. Đây thì vườn già các bạn nè. Vườn già thì nè. Thì vườn này nữa là 5-6 năm rồi. Thì thường thì vườn già thì nó là ít sữa đen hơn là vườn tơ các bạn. Bởi vì vườn già thì nhánh con rồi nó chết chân. Chỉ là lên thì còn có vài cái nhánh bự mà thôi. Bởi thường thì cái tỷ lệ sữa đen là vườn già là nó ít hơn vườn tơ. Vườn tơ thì sữa đen nhiều bởi vì nhánh con còn rất nhiều. Bởi ánh nắng thường không có lọt vô được. Đây thì vườn già thì trái cũng rất đạt. Cây cho 5-6 trái. Có cây này trái cái rụng lá chân luôn. Cây này thì không có sữa đen mà. Không có sữa mũ chứ lộn. Nhưng mà đây thì rụng lá chân. Đây cũng vậy nè. Cây này thì 5 trái cũng ách không mà cắt cũng mấy đợt rồi đó.
Đây thì trồng tỷ lệ thì cũng rất là dày các bạn nè. Mặt lép này thì 5 thước nè mà trồng 3 hàng. Đó. À, trái. Rất trái rất nhiều luôn. Thì mời thì đi quay là một là cập nhật giá cả của bà con mình cắt mít hàng ngày. Thì giá cả tại vườn, hai nữa thì mời cũng quay vườn trồng dày trồng thưa cho bà con mình biết. Vườn quá trái nè. Cây này 2, 4, 5 10 trái các bạn. Nè, cây này cũng vậy luôn nè. Đó. Con đó được cắt miếng mưa nó động ấy đó. Chứ mít đó đúng. Thì đây thì mời cũng đang là cũng đang tiến tới là anh cắt mít những bạn. Cúng nó bị chết cúng rồi. Cắt đi nếu mà con cắt được cắt đi dạng lấy. Nó động ấy nè. Kiếm cắt cửa vừa rồi nè. Trồng cái vườn không bằng phẳng cũng giỏi mà năm nay cũng nhiều chứ mà năm bám mít này dễ gì mấy. Vườn này trái rất nhiều các bạn nè. Để trái rất là cây 5-6 trái, cả chục trái luôn. Này chú Nam nó cắt vườn khác hay là qua trễ? Qua trễ ban quận cùng này không được không? Chưa. Bả mít nó tơi con, tại thấy nó gặp thì thấy em hổm để trái luôn á, chứ nằm ngoài trống đâu có để đâu, gặp thấy trơn luôn. Kìa. Bằng đó chưa. Rồi cái sót mình lên đánh đó. Cây này đồ dữ gì chưa cắt này. Cây hai cuốn. Không yếu. Trái này không yếu à. Trái này không yếu. Cắt mẹ trái đó. Yếu quá. Màu đó. Màu yếu mà. Trái nào yếu là yếu đó, đúng không mày? Trái nó màu lên màu lắm mọi người. Hai cuốn đôi. Được rồi. Trái hơi yếu hơn. Trái dưới này nè.
Dường này cắt bữa nay dường này cắt từ cá tắng mít đó. Tính đi. Tắng sẽ cắt thấy hôm đó này rồi. Đó dư chín rồi. Thấy nó cỏ hào. Chín thì nó không có chín rồi. Lụm từ ba trái đó cây đó đó. Trái đó không được hai trái kia. Cây đó dụ vừa gọi. Trái đó cắt được nữa là ngon đó. Đây thì vườn này cũng gần nhà bà con tháng bà. Thì cũng đang cắt mít đây thì bà con ta cũng đang bắt là giãn nha các bạn. Dưới không được rồi. Chưa anh. Cái hành đó đó. Cái hành đó sẽ đen đó. Cái hành đó sẽ đen đó. Cắt thử rồi. Đó cắt xuống đi chứ nếu xong bỏ lại. Đó nó sẽ đen. Ừ. Cái này thì mười thấy nghi nghi nó sẽ đen quá các bạn ơi. Nè nó. Cây bỏ ra xuống đi. Cái đó thì nó già đó mà. Bỏ đi, cắt bỏ đi mà. Phi đi. Trái này màu lên rồi nè. Cây có màu rồi. Chín cao sẽ đen cái gì? Ừ. Cao ít lắm. Phải nằm dưới rồi sẽ đen. Được. Không có đây có anh đảo lại bên kia vườn khác. Bên kia vườn tư. Thấy già luôn đó chú ý. Này cắt được này. Chơi chân không? Đéo. Mít này bị nước cũng lá không hết. Nước nè, ngồi chỗ này hoài nè. Chết cây. Cắt đi luôn quá. Không chết. Đi nữa. Coi ra được trái nào già cắt đi. Cũng lá trên rồi sao rồi. Không chết. Ủa sao mà nó ôi nước dữ ta. Cái nít nó thấp trụng. Ngồi chỗ này nè. Mưa. Ở bên đây hả? Ừ. Trong hè cháy ra. Giờ cũng cố mót tôi nữa. Kêu làm bọng cũng không làm nữa. Nó ứng nước nó chặn ngoài đó. Nó là thu rồi. Ông ơi đổ thừa nữa nha. Tại vườn ta già ông ơi. Mười quá quá cắt. Múc đi vào đi.
Thì 10 thì hay vui tánh các bạn. Thì thấy già già kêu mấy anh em đẻo đẻo. Không đẻo nè, 10 kêu đẻo nè. Rất đỏ không bạn. 10 cũng biết cắt mít các bạn. Thứ hai nữa cũng có kinh nghiệm đi theo anh em giờ mình thấy người ta cắt mít người ta chỉ quá mình biết. Chạy đo dữ luôn. Thì cây này mít này xiên các bạn. Lắm luôn. Cái này đi qua được không? Ừ, đến này. Tại chú ý này làm bộ với chú ý này này cũng cứng các bạn. Nè. Mời kêu cắt là cắt à. Chơi trên nữa đấy. Chơi đó luôn nữa đấy. Trên có được không? Bỏ vào dưới đây cũng cầm nha. Mùa mốt cũng già rồi phải sắm cái lưỡi hái. Cắt được đứng dài cho nè, bỏ ra dép qua đi. Bỏ đi. Mít già thì nhánh hết trơn các bạn, xung băng rồi đó. Vậy đó. Thì mời đi có chỗ thì anh em người ta đã sắm cây kéo nhấp mà. Có chỗ thì có cây lưỡi hái. Con giờ chỗ giờ này là không có cái cây gì hết trơn hả? Có lưỡi hái trong kìa, lưỡi hái cậu. Kìa. Lát lấy đầm quanh đây. Im không Nam? Im không? Trái đỏ đỏ luôn. Đỏ không? Đỏ. Nếu đỏ là hai trái này có trái cắt được nữa. Trái này là chuối. Chim chắc không còn xanh lắm. Trường ảnh bữa nay xuống nụ đẹp ghê trời. Đẹp muốn nụ rồi. Ừ. Đẹp quá đây. Thường thì vườn tơ cái trái đợt đầu nó hơi kém hơn cái trái đợt nhì á. Trái đợt này nhì đẹp. Sữa đen vừa dính một trái sữa đen. Vừa ăn luôn. Dính sữa đen nữa các bạn. Chưa đèn lên mắt. Chai đó chừng dính sợi đèn nữa đây. Non. Đây cắt được nhiêu mít các bạn. Thì sợi đèn cũng mới các bạn nè. Thấy tọt qua. Ờ, tránh em hoàng kìa. Rồi xong bạn. Rồi bỏ sọn đi. Sọn 2 ký mấy á. Rồi bạn cho. Rồi. Qua này đấy. Bằng là cái ý. Điêu thú rồi. Tốt rồi. Hả? Điêu thú rồi. Này để sọt xuống để dễ hậu trái đi. Hậu trái rồi đi ngồi đấy. Thì mít nói chung ra là da xanh rất đẹp các bạn. Chiều qua đây em cắt cái vườn đó, ở da nói ông thấy da nó xanh mà da mít non. Nó hẹp ngoài luôn. Hôm đó này vòng vòng mấy kỹ có vườn kè, không biết nó là đẹp không.
kìa, cắt cho tao ở tao coi nè, đẹp dữ dằn vòng vòng đây. Cái gai nó xanh dần nè. Gai nó gai không ra, nhìn cái gai cái màu da non chứ. Đúng mẹ đi, lạnh như thế này trở lên không nè. Nó gai xanh á, không có nóng cho mình. Có mít rồi Lộc ơi, chỉnh căng lên cho. Thì mít nó gài thì cũng vô đông can các bạn, nhưng mà thời điểm giờ thì mít vẫn còn giá. Ngày thì cũng nửa tháng 9 rồi. Thì cũng bà con mình cũng rất là mừng. Tuy mít sụt sụt nhưng mà mít vẫn còn hai mấy ba chục ngàn. Trời. Cái này rẻ nhị hả chú nào? Dạ. Dạ. Lên xe nhỏ hả vậy? Cầm xe lớn. Cái đó đủ mấy ký? Hảo đó coi. Lên đó mấy ký? Đó từ 8 ký trở lên. 10 ký rồi. Lên xe lớn rồi. Gửi đóng này trợi cái gì? Dạ. Tới cỡ đó luôn mà đậu cái cách sức sao đâu mà bị hoài hiểu nổi luôn. Mới mới người ta mua cái máy siêu âm đi. Người ta siêu âm được cái mít chứ cái nhỏ đâu. Trời ơi. Mua máy siêu âm siêu đen với máy ấy. Đỏ nè. Mà nãy giờ tôi thấy nó cầm đó tôi không biết cái gì. Đây thì mùa này thì mít sơ đen rất nhiều. Các bạn ơi thì video cắt mít đến đây cũng đã kết thúc các bạn. Hôm nay thì giá mít đi ngang các bạn. Thì trong thời điểm này thì mít đang gộ mà giá mít mà còn ở điểm cao như vậy là rất mừng các bạn. Tuy hổng gà chục nhưng mà giá mít vẫn còn rất cao. Hôm nay thì giá mít nằm ở là mít nhất là 29, còn mít nhì 19, còn hàng xe lớn là 17, còn hàng xe nhỏ là 12 các bạn, chợ là 6k. Thì Mười xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Có thích video của Mười xin cho Mười một like và một đăng ký. Còn giờ Mười xin chào và hẹn gặp lại sau.